Lê Đình Kình, kẻ cầm đầu nhóm bạo loạn được xác định đã chết khi trên tay vẫn giữ chặt quả lựu đạn chống đối người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1. Đây chính là đối tượng đã xúi giục, kích động một số đối tượng chống đối khác sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng tấn công lực lượng chức năng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Trước sự việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh: giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu thu giữ 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 18 tuyếp sắt, đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm và 1 búa. Hiện nay, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã tiến hành bàn giao thi thể Lê Đình Kình cho người nhà để mai táng theo phong tục tập quán của địa phương. Tuy nhiên, mặc dù Lê Đình Kình đã chết, nhưng hiện nay một số đài báo nước ngoài như VOA, RFA, BBC là các trang bấy lâu nay luôn đăng tải các nội dung xuyên tạc chống phá Việt Nam và một số các trang trên Facebook như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Đình Thục và một số kênh trên YouTube như Channel Ngay Lữ, Tiếng Nói Công Dân đang lợi dụng triệt để vụ việc và cái chết của Lê Đình Kình để xuyên tạc, kích động, gây hỗn loạn thông tin trong xã hội nhằm mục đích xấu, vẫn đang lan truyền mạnh video clip quay lại thi thể Lê Đình Kình với mục đích xuyên tạc thông tin, kích động dư luận, làm nóng tình hình, gây hoang mang dư luận, thậm chí lợi dụng vụ việc để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lợi dụng cái chết của Lê Đình Kình để cầu nguyện, huy động tiền phung viếng nhằm tư lợi cá nhân. Trước sự việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nhất là trên các trang mạng xã hội và một số đài báo nước ngoài. Mọi thông tin có liên quan, các cơ quan chức năng sẽ kịp thời thông báo để nhân dân cả nước được biết. Đồng thời, với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân.